Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2022 có những tin chính sau đây. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc. Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai công tác kiểm tra giám sát năm 2022. Tự hào mái trường tuổi 75 mang tên Trần Phú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc kỳ họp. Dự tại điểm cầu nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tham dự phiên bế mạc tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh và các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua các dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và dự thảo nghị quyết kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ nhất với nhiều nội dung hết sức quan trọng được đồng bào, cử tri, dư luận trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm. Với tinh thần trách nhiệm cao trước đất nước, đồng bào và cử tri, trên cơ sở các tờ trình, báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, với gần 1.100 lượt đại biểu phát biểu, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu và xem xét biểu quyết thông qua một luật và 4 nghị quyết với sự thống nhất cao. Để các nghị quyết của kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sau kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương tổ chức triển khai kịp thời các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp để nghị quyết phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc và các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận sâu sắc vào những nội dung trình tại kỳ họp, đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tham gia đầy đủ trách nhiệm tại các cái phiên họp trực tuyến ở tại điểm cầu Vĩnh Phúc và 100% các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tham gia phát biểu đóng góp vào các dự thảo của Chính phủ trình Quốc hội và nhiều ý kiến quan trọng của đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã được các cơ quan soạn thảo của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu và sửa vào dự thảo nghị quyết. Và với đóng góp quan trọng của đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa 15. Sáng nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát quyết liệt, hiệu quả hơn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát, tập trung vào vấn đề dư luận quan tâm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, những nơi mất đoàn kết nội bộ, xuất hiện nhiều khiếu nại tố cáo, tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng tiêu cực. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng, nhiều vụ việc tồn tại được giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh lớn. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, đồng thời đề nghị trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022 đã được Tỉnh ủy ban hành, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp nhanh chóng xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, với tinh thần quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu nếu như các sai phạm ở cơ quan, đơn vị, địa phương không được hai cơ quan kiểm tra và thanh tra phát hiện, xử lý, thì người đứng đầu hai cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia năm một năm tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia năm một năm chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được trên 4.100 trường hợp. Xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được trên 1.200 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 71,31%, số mộ có 1 phần thông tin. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Trước mắt, làm tốt công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn cả nước. Sáng nay, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phiên họp thứ 2 đánh giá hoạt động công tác hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã linh hoạt trong việc huy động các nguồn lực thực hiện các đề án, dự án, hoạt động hội, phát huy sự đoàn kết, đùm bọc, tương thân tương ái, giúp đỡ các đối tượng phụ nữ khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tuyên truyền vận động phụ nữ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các cấp hội phụ nữ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, đổi mới công tác hội phù hợp với nhu cầu hội viên và từng địa bàn cụ thể, tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của thành phố và kế hoạch triển khai thực hiện đề án năm 2022. Theo đó, năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện xong 49 trên 65 nhiệm vụ, chỉ tiêu của đề án, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép với kết quả tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%, thu ngân sách ước đạt trên 3.200 tỷ đồng. Đặc biệt, thành phố tuyên truyền vận động trên 200 hộ dân có đất bị thu hồi, đồng thuận không phải thực hiện cưỡng chế tại một số dự án trọng điểm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đề nghị trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát đưa các nội dung chưa hoàn thành để có giải pháp thực hiện, cần gắn trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với từng nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị, khơi thông các nguồn lực, phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án và phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị. Phiên họp thông qua các nội dung đánh giá xếp loại năm 2021 đối với tập thể cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức một buổi sinh hoạt chính trị tập trung với sự tham gia của hơn 400 hội viên, duy trì hoạt động cầu nối tuyên truyền đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nơi cư trú bằng nhiều hình thức. Các hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát nhân dân thực hiện các quy định phòng chống dịch, ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Hoạt động tình nghĩa được duy trì thực hiện hiệu quả. Năm 2021, với vai trò trưởng khối thi đua, các hội đặc thù, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đã linh hoạt phát động các phong trào thi đua trong khối, đảm bảo thiết thực. Năm 2022, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chất lượng hoạt động, nêu cao tinh thần gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát nhân dân thực hiện các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tuyên truyền phòng chống dịch tại nơi cư trú, tham gia góp ý với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chiều qua, khối thi đua nội chính tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, thực hiện phong trào thi đua với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Các đơn vị trong khối thi đua nội chính đã bám sát chủ đề thi đua của tỉnh, của khối và từng ngành, đổi mới về nội dung, phương thức, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua được triển khai đa dạng, phong phú, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các sở ngành trong khối. Năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua nội chính tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã suy tôn Thanh tra tỉnh làm trưởng khối thi đua nội chính năm 2022. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành phần quan trọng của nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của tỉnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang từng bước khẳng định mình, góp phần thúc đẩy kinh tế của Vĩnh Phúc phát triển vượt bậc, quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển thuộc top đầu miền Bắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược Tam Đảo, huyện Tam Đảo là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đông trùng hạ thảo, một thảo dược quý có tác dụng tăng cường sức khỏe. Nhờ có các cơ chế chính sách thông thoáng của tỉnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngừng phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thậm chí là siêu nhỏ sẽ đóng góp vào kinh tế rất lớn, trước hết về công ăn việc làm, thứ hai về thu nhập cho doanh nghiệp để đóng góp thuế cho nhà nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp ở địa phương tận dụng được cái nguồn lao động của địa phương để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, chuyển đổi ngành nghề từ nông nghiệp thành nông nghiệp công nghệ cao hay là công nghiệp. Tại Cụm Công nghiệp Thái Hòa, Liên Sơn, Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ là một trong những doanh nghiệp tiên phong, khởi nghiệp thành công trên vùng đất khó. Doanh nghiệp đã mạnh dạn thuê 30 ha đầu tư xây dựng nhà máy gốm Hoa Sơn, nhà máy Amigres chuyên sản xuất và thương mại sản phẩm vật liệu xây dựng. công ty không chỉ giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động của các huyện Sông Lô, Lập Thạch và huyện Tam Dương. Trong quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển dự án của Á Mỹ Group tại Vĩnh Phúc là một doanh nghiệp DDI, thì chúng tôi nhận được cái sự ủng hộ, giúp đỡ và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện và các chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện thủ tục đầu tư, cũng như là trong suốt quá trình đầu tư hoạt động của dự án đến ngày hôm nay. Công ty đã mở rộng liên tục sản phẩm cũng như là năng lực sản xuất của công ty. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Vĩnh Phúc luôn quan tâm có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Năm 1997, khi mới được tái lập, Vĩnh Phúc mới chỉ có 91 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn 57 tỷ đồng. Thì đến năm 2021, toàn tỉnh đã có trên 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tăng gần 141 lần so với năm 1997. Số vốn đăng ký đạt trên 150.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97,5%. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang giải quyết việc làm cho gần 80.000 lao động. Sau 25 năm tái lập tỉnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, đóng góp rất lớn và phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cho tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo và thu hút một lực lượng lao động lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển. Đây là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao. Vào thời điểm này, huyện Vĩnh Tường đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Với quan điểm có vaccine tới đâu, triển khai tiêm tới đó, đảm bảo nhanh chóng kịp thời, ngành y tế huyện Vĩnh Tường đã và đang dốc sức tập trung nhân lực, vật lực để triển khai tiêm chủng trên diện rộng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì chúng tôi đã tiêm được 97,66%, 2 mũi. Và hiện nay chúng tôi đang tiêm phủ mũi 2 cho đối tượng từ 12 cho đến 17 tuổi. Chúng tôi đang rà soát cái đối tượng từ 5 cho đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị khi mà tỉnh chỉ đạo tiêm thì chúng tôi sẽ tiêm ngay. Và chúng tôi từ ngày mùng 7 tháng 1 chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm mũi 3 cho các đối tượng. Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng tăng do nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không có triệu chứng, không rõ nguồn lây. Trước thực tế đó, thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển biến thuận lợi cho sự phát triển, lây lan của virus. Vì vậy, việc nhanh chóng tạo ra miễn dịch cộng đồng là rất cần thiết. Tính đến thời điểm hiện tại thì học sinh trường Trung học cơ sở Vĩnh Tường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine với một tỷ lệ là 100% học sinh, và điều này sẽ là một cái thuận lợi rất là lớn để đảm bảo các em vừa có một cái sức khỏe, đặc biệt là các em sẽ rất là yên tâm trong cái việc các em được đi học trực tiếp tại nhà trường thay vì học trực tuyến như trước đây. Và với cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cho công tác tiêm chủng lần này với nhà trường thì chắc chắn công tác triển khai các hoạt động dạy học tiếp theo sẽ được hiệu quả hơn. Việc tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, và khi đến trường thì bọn em sẽ yên tâm hơn, phải đảm bảo nhưng mà vẫn phải đảm bảo các quy định chống dịch, phải tuân thủ theo quy định 5K. Tuy rằng tiêm xong 2 mũi nhưng mà mọi người vẫn không nên chủ quan. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, huyện Vĩnh Tường yêu cầu công dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tiêm. Khu vực tiêm được bố trí theo quy tắc một chiều, đúng quy định, gồm khu vực chờ trước tiêm chủng, khu đón tiếp, khu khám sàng lọc ban đầu cho đối tượng tiêm chủng, khu tiêm và khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, huyện Vĩnh Tường tiếp tục đề xuất nhu cầu vaccine để trong thời gian sớm nhất hoàn thành việc tiêm chủng mũi 3 cho toàn bộ người dân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, Vĩnh Phúc ghi nhận 177 ca mắc SARS-CoV-2, trong đó 9 ca đã cách ly tập trung, 131 ca tại cộng đồng và 37 ca cách ly tại nhà. Tổng hợp đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 4.717 bệnh nhân COVID-19. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tăng cao, để tiếp tục chủ động quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo các huyện, thành phố, giám đốc các sở, ban ngành tập trung toàn tâm, toàn lực để khống chế dịch bệnh, tổ chức tuyên truyền, triển khai, kiểm tra nghiêm và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện các chỉ thị, các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thành lập các điểm khai báo y tế, các điểm test nhanh COVID-19 để người dân thực hiện khai báo y tế hay test khi về địa phương theo quy định. Tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch. Đảm bảo 100% người ra vào các cơ quan đơn vị phải được khai báo y tế, 100% các đối tượng đến và về Vĩnh Phúc từ vùng có nguy cơ cao mức độ 4, vùng phong tỏa phải được xét nghiệm và phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp, hàng ngày số ca mắc có xu hướng tăng nhanh. Để thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện quyết liệt một số nội dung sau. 1. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải di chuyển, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, đồng thời trước khi trở về tỉnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. 2. Đối với người đến về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội, cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính. 3. Nghiêm cấm tổ chức ăn uống, hội họp, gặp mặt, liên hoan cuối năm, tổ chức mừng thọ, mừng xuân, đông người, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 4. Tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ số mũi khi có thông báo. Trường hợp chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, yêu cầu liên hệ và đăng ký với Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nơi lưu trú để được hướng dẫn và tổ chức tiêm theo quy định. 5. Yêu cầu toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, thông tin tố giác các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị ký văn bản liên tịch với 4 tổ chức xã hội chính trị là Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh về việc ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung ký kết, các bên sẽ thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, quy định về hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Hàng năm các hội đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể cấp dưới, tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn cho 100% cán bộ chuyên trách của hội, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về nghiệp vụ ủy thác, các chương trình tín dụng, cơ chế, chính sách và văn bản mới, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số về sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hôm nay, vừa tròn 75 năm thành lập Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, chặng đường bắc vào tư thế kỷ với bao thăng trầm lịch sử, mái trường Trung học Phổ thông mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta luôn tự hào vì những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp trong người của quê hương. Tiết lịch sử của lớp 10H Trường Trung học Phổ thông Trần Phú sáng nay đúng vào dịp nhà trường tròn 75 năm tuổi. Bài học lịch sử về phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945 với những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, đồng chí Trần Phú, được tái hiện sinh động qua những trang giáo án của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền. Thầy cô giáo trong hội đồng biên soạn nhà trường thì luôn cố gắng nỗ lực và dành cái sự tâm huyết, luôn đam mê và truyền đạt cho các em cái bài giảng và thông qua bài giảng đó để giúp các em có được những tri thức để các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi và xây dựng thêm truyền thống cái bảng thành tích của nhà trường và xứng đáng là một cái ngôi trường lá cờ đầu trong cái khối trung học phổ thông. Bức tượng Tổng Bí thư Trần Phú được đặt trang trọng trong khuôn viên sân trường, rợp bóng cây. đây cũng là nơi diễn ra nhiều buổi ngoại khóa hay các tiết học lịch sử của Trường Trung học Phổ thông Trần Phú. Khẩu hiệu "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" của Tổng Bí thư Trần Phú lúc sinh thời luôn là động lực để các thầy cô giáo, học sinh nhà trường qua các thế hệ vượt qua mọi khó khăn, thi đua giành nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập. Em cũng như là các bạn học sinh trong Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, em cảm thấy rất là vinh dự khi được học tập tại mái trường thân yêu này mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng với bề dày 75 năm lịch sử. Và có lẽ là điều đầu tiên mà em cảm thấy rất là ấn tượng khi bước chân vào trường đấy chính là sự nỗ lực, nhiệt huyết của các thầy cô. Mặc dù là đang trong bối cảnh vì Covid rất là căng thẳng, nhưng các thầy cô vẫn truyền cho bọn em những kiến thức rất là tuyệt vời cũng như là ngọn lửa nhiệt huyết để bọn em có thể tiếp tục học tập, nỗ lực và tiến bước vào tương lai. Em và tất cả các bạn học sinh trong Trường Trung học Phổ thông Trần Phú xin hứa rằng bọn em sẽ cố gắng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và nỗ lực cố gắng học tập hết mình để xứng đáng với mái trường Trung học Phổ thông Trần Phú thân yêu. Chặng đường 3/4 thế kỷ đã qua, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế của ngôi trường bề dày truyền thống của ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc. Trong suốt chặng đường ấy, lớp lớp học sinh nhà trường đã trưởng thành, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quê hương Vĩnh Phúc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, nhà trường đã không ngừng nỗ lực và giành kết quả quan trọng. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đứng đầu khối trung học phổ thông không chuyên, thi giáo viên giỏi dẫn đầu khối trung học phổ thông. Trên 90% học sinh đỗ đại học hàng năm. Trường Trung học Phổ thông Trần Phú là trường đầu tiên bậc trung học phổ thông của tỉnh được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang phấn đấu đạt chuẩn mức độ 3. Niềm vui, phấn khởi lan tỏa trong giáo viên, học sinh nhà trường vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập. Tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú mới, khang trang, hiện đại. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành quan tâm đầu tư để xây dựng một ngôi trường Trung học Phổ thông Trần Phú mang diện mạo mới, giữ gìn những vẻ đẹp, những giá trị truyền thống, đồng thời sẽ mang những màu sắc hiện đại, trở thành một địa chỉ văn hóa, một công trình kiến trúc mang tầm cỡ thế kỷ. 75 năm là hành trình lao động, sáng tạo, không biết mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường để tạo nên thương hiệu Trường Trung học Phổ thông Trần Phú trong sự nghiệp trồng người. Tiếp nối truyền thống tự hào ấy, thầy và trò nhà trường không ngừng nỗ lực, cố gắng bằng trí tuệ, nhiệt huyết để viết tiếp các trang sử vẻ vang của ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.